Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Jabra Elite Active 65T. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng và reset lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị chuẩn Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IP56, có thể chống nước mưa và bụi bẩn. Bên cạnh đó, thời lượng sử dụng pin liên tục là 5 giờ đồng hồ và kẹp theo đốc sạc là khoảng 15 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho nhu cầu của các bạn trong một ngày. Trong phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động của các bạn. Để kết nối với thiết bị mới trong lần đầu tiên thì chưa hết, các bạn hãy bật tai nghe của chúng ta lên bằng cách bấm và giữ khoảng 3 giây. Khi xuất hiện đèn xanh dương như vậy là chiếc tai nghe của chúng ta đang trong chế độ pairing. Các bạn chỉ cần bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại sẽ hiện Jabra Elite Active 65T, các bạn chỉ cần click vào đó. Như vậy là chiếc tai nghe đã kết nối với thiết bị di động của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi, các bạn chỉ cần bấm một lần vào tai bên phải. Và để kết thúc cuộc gọi, các bạn cũng làm như thế, bấm một lần vào tai bên phải. Và để từ chối cuộc gọi, các bạn bấm 2 lần vào tai bên phải. Chiếc tai nghe của chúng ta cũng được trang bị mic đồng thời ở cả hai bên tai trái và phải, nên là rất là thoải mái cho các bạn trong quá trình đàm thoại. Để tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát, các bạn chỉ cần ấn một lần vào tai bên phải. Để tăng âm lượng, các bạn chỉ cần bấm vào phần bên trên của chiếc tai bên trái. Và để giảm âm lượng, các bạn chỉ cần bấm vào phần bên dưới của chiếc tai bên trái. Để chuyển bài, các bạn bấm và giữ vào phần bên trên khoảng 3 giây. Và để quay lại bài hát trước, các bạn chỉ cần bấm và giữ vào phần bên dưới khoảng 3 giây. Chiếc tai nghe này của chúng ta được trang bị cảm biến tiệm cận, nên khi các bạn để trong khoảng cách bằng giữa hai tai chúng ta thì nó sẽ phát nhạc. Còn nếu mà các bạn để xa hơn, ví dụ như mình như này, thì bài hát nó sẽ tự dừng. Và các bạn để gần lại thì bài hát sẽ lại được tiếp tục. Để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần bấm và giữ vào tai bên phải khoảng 3 giây. Như các bạn có thể thấy, trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Ngoài các chức năng cơ bản thì các bạn còn có thể sử dụng thêm các chức năng mở rộng bằng việc qua app Jabra Sound Cộng, các bạn có thể tìm và download trên App Store. Bên trong app Jabra Sound Cộng của chúng ta thì chúng ta sẽ có được rất nhiều thứ, ví dụ như là phần trăm pin của chiếc tai nghe, kết nối tai bên trái và tai bên phải. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể chỉnh được âm bass, âm mid và âm treble. Tiếp theo sẽ là chức năng ambient sound, các bạn có thể bật tắt nó đi. Các bạn có thể nghe được ví dụ ai đang nói xấu mình ở bên ngoài bằng cách bật nó lên. Tiếp theo nữa đó là chức năng nghe âm thanh tự nhiên. Một số âm thanh có sẵn ở đây như là tiếng sóng biển này, tiếng trời mưa, tiếng chim hót, tiếng trời bão và tiếng nước chảy. Và cuối cùng đó là tính năng cảm biến chuyển động. Rất là thích hợp cho các bạn nào thích chơi thể thao. Ví dụ như các bạn chỉ cần ấn vào Start. Khi các bạn sử dụng tai nghe và chơi cầu lông hoặc là tennis thì nó sẽ có cảm biến số, nó sẽ đếm được số bước chân của chúng ta. Ví dụ như mình đang để không ở đây thì tất nhiên là cái số bước chân nó sẽ là bằng không rồi. Cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì trước hết trên thiết bị di động, các bạn hãy quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy tắt chiếc tai nghe của chúng ta đi bằng cách bấm vào phần bên dưới của tai bên trái và tai bên phải khoảng 3 giây. Khi đèn đỏ xuất hiện là chúng ta đã tắt chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn chỉ cần bấm và giữ vào tai bên phải khoảng 10 giây, chờ đến khi đèn hồng xuất hiện. Đó. Như vậy là chúng ta đã reset lại chiếc tai nghe thành công. Sau đó các bạn chỉ cần kết nối lại như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Và như các bạn có thể thấy trong hình ảnh các bạn đang xem, đó là các trạng thái của đèn LED hiển thị mức pin, tình trạng kết nối đang diễn ra của tai nghe và hộp sạc.
Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng và reset lại chiếc tai nghe Jabra Elite Active 65T. Các bạn vui lòng để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.